Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, huyền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện ở đời. Quê hương núi Hồng sông Lam ngàn đời nay luôn là biểu tượng của văn hóa, văn hiến xứ Nghệ. Chính những miền quê gió Lào cát trắng, thiên nhiên khắc nghiệt này đã hun đúc nên nhân cách cao đẹp của nhiều dòng họ. Trong đó, họ Trần Triều được ghi danh sử sách trường tồn là điểm sáng cho ngàn đời sau noi theo. Trong sự hưng thịnh đó, mảnh đất Nghi Xuân Hà Tĩnh có nhiều dòng họ nổi tiếng đem tài kinh bang tế thế, phò vua giúp nước. Đó là họ Nguyễn Tiên Điền, họ Đặng ở Uy Viễn, họ Thái ở Xuân Lam và họ Trần ở Xuân Phổ. Hầu hết các dòng họ này đều có những người tài cao, trí lớn, trí lực uyên thâm, đỗ đạt cao, làm chỗ dựa vững chắc cho triều đình. Trúc Lâm Đại Giác, Việt Nam Trần Triều Điện thuộc dòng dõi họ Trần miền Trung. Khuôn viên điện tọa lạc trên khu đắc địa nơi đất tổ thuộc dòng dõi cụ Trần Trọng Kim, rộng 5.000 m² tại làng Kiều Lĩnh, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Việt Nam Trần Triều Điện là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương và du khách trong cả nước, mang đậm dấu ấn tâm hồn Việt. Việt Nam Trần Triều Điện nằm giữa một không gian tĩnh lặng, uy nghiêm, lộng lẫy, với kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn cổ kính phương Đông. Hệ thống ba cung điện thờ nối tiếp thẳng hàng dưới ánh vàng nhật nguyệt làm ấm lên một không gian văn hóa tâm linh tỏa sáng cốt cách thanh cao. Trong điện ngày ngày hương hoa thơm ngát, đêm đến sắc màu ánh điện tỏa lung linh huyền ảo, rực lên như ngàn ngọn đuốc soi đường cho hậu duệ, luyện trí thanh tâm cho con cháu họ Trần và bách gia trăm họ dự hội, dâng hương, tế lễ, cầu mong quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc. Công trình Việt Nam Trần Triều Điện được thiết kế theo kiến trúc tân cổ giao duyên, độc đáo, vừa hiện đại, vừa cổ kính. Với ba tòa nhà lớn là nơi đặt bàn thờ ở mỗi cung điện. Mỗi tòa nhà được phân cấp hai tầng, sừng sững thế vững trường tồn, dáng vóc trầm mặc, cốt cách trang nghiêm, tráng lệ, linh thiêng, huyền bí. Bao quanh điện là bờ tường làm bằng đá nguyên khối màu khói lam, được chạm trổ rất công phu, độc đáo. Cổng tam quan xây dựng từ gỗ nguyên khối chạm rồng khắc phượng, rất tinh xảo, biểu tượng sự hùng mạnh và nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt. Lầu trống, lầu chuông đối xứng nhau hài hòa
bề thế uy nghi, làm tăng vẻ đồ sộ lộng lẫy của Trúc Lâm Đại Giác, gợi lên một nét cổ kính uy nghiêm trong chốn lâm tuyền, hứa hẹn vang vọng những âm thanh khi thong thả ngân nga, khi rộn ràng thúc giục. Bước vào cổng, chúng ta gặp ngay một quả cầu phong thủy làm từ đá hồng nguyên khối, nặng gần 2 tấn. Sẽ đem đến cho Phật tử và du khách công danh tài lộc, đỗ đạt khoa bảng, cải thiện sự trì trệ và bế tắc trong công việc. Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tạc bằng đá trắng non nước, cao sừng sững, với vẻ mặt tươi vui thánh thiện như đang cười với hậu thế. Đặc biệt, bên cạnh tượng Phật Quan Âm có cây Bồ Đề đạo tràng quý hiếm do Ngài Mano từ Ấn Độ cung tiến, là biểu tượng cho trí tuệ và sự giác ngộ của Đức Phật, làm điểm tựa tạo niềm tin cho các Phật tử và các thế hệ con cháu. Bảo tháp 9 tầng cao vút nằm giữa không gian với muôn hoa đua nở và cây cối xanh tươi tỏa bóng mát. Đây là nơi hội tụ chốn linh thiêng, thu hút nhiều tăng ni Phật tử dâng hương tế lễ. Quanh điện chạm khắc phượng rồng uốn lượn từ những mảnh sành sứ đủ màu sắc. Hòn Non Bộ tích hợp đầy đủ các yếu tố của tự nhiên như mây trời, sông núi, cỏ cây, gió nước, nhằm mang đến một tiểu cảnh vừa đẹp vừa ý nghĩa tâm linh, như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Nhà cư sĩ, dãy núi đá nguyên khối phía sau khuôn viên, vừa là lá chắn hậu thuẫn, vừa là điểm tựa của những cung điện thờ, biểu đạt thế vững chãi vĩnh cửu của Việt Nam Trần Triều Điện. Trần thị lịch đế vương kế thế trị bình, tức mạc địa danh thiên trường, tức mạc địa danh sơn hà dục tu trung linh kham kỳ. Ngoại man di quý quý cung phụng, trung hoa đồng mộ đức y tôn thân, thượng minh quân hạ lương thần, nhất đường vân đi tao cùng mì. Hồi niên phong xuất diệt đi Nam Phương tưởng vân, ai đãi lưu quang hoàng thiên mê tích mệnh đi Nam Bằng đi giáng trần đề nghề. Good.
cận thánh chúa tiên trung mương. Có lệnh truyền ra thánh ông, có lệnh truyền ra, nào là thủy bổ, cùng là chữ dinh. Sơn xuyên chư linh huống
chân phương ngọc sinh hoạt cao thị thanh
bạn ba bạn sinh gia đình buổi liên hành nhà các nhà của thật mà a di đà tu a tiến a lê tam phổ tục mạnh cầu an bạn bạn đi công quán số đổi số nát hà tào tín na chủ tín na chủ tín na chặt chặt các ma luận na hành na cây cây nga múa thập bà lục tuế thập bà đồng hà sa môn viên na đà na a thật là tổ kim pháp việt là các la thật ta túc pháp thành nhà phật là tự a vũ a việt là nam na trần trà chiều a sư a chúa viên nhi ta bản đàn trần đất lai a cần đàn giáo qua phòng hành các pháp sự kết ma pháp tại văn hà thịnh thượng hà phong ứng cụ toàn vân phèn thân cần cần đắc lai a phật quốc lưu ly cung tâu tiên hiệu thiên kim quyết cung tâu tiên địa phủ phong đồ cung tâu tiên dương phủ thế nhà cung quá tâu quá tiên thủy phủ phù tăng cung tấu tiên dương phủ thế nhà cung tấu tiên cử văn trình chi trung văn công qua hiệu vô đắc duyên thời hoa phật hoa giáo trung hoa chân tôn thành tâm phật trí phong hòa phật hành các minh tâm tiên tu chi đẹp giải quyết ngưỡng phi tên trận tâm sứ giả án hạ trần thử tiên phủ tứ tiên sứ giả án hạ trần thử địa phủ dân ba sứ giả án hạ trần thử thủy phủ công hành sứ giả án hạ trần thử đương cảnh tổ địa linh quan sứ giả án hạ trần thử thế thơ mộng cấp la miên tứ nguyện sơ phúc sinh trung tuần nhị thật đó nhận thời điểm thích ca đi ra di giáo đại tử thẳng không hành Thank you.
vị phân minh trường mã nam tạo bắt đầu tinh túc xá lân kiều quy độc toán thủ trì ngọc triệu ký thứ danh cử công ngữ phá hung tác cát bách sát tương hình cải tử sinh nhất thiết tài hữu nghi oán số tổng thiên mệnh vị bảo an ninh đào hoa bất hạ tư kỳ công đức thần công thần công đạo thank you.
yên, hương yên khói tỏa thơm mi bay. Súng thiên hạ địa phép dày, anh linh linh nhớ phong lôi đến giết một khi hô phong hoan cứ nghi tít thì lôi lôi quanh địa chú trừ tinh sát sát lệnh lệnh dương nhị khí lương cam đồ thủy thanh thanh tân tân khai quang song nhang thấp cơ diệu quang nguyên chiếu thập phương nga tích tích tăng lăng cũng giảng kim kim hoàng thân thân phật thạch chú tiên trung vương chúng sinh cô ngã kim đình lệ song nhan thật cờ diều quán miên và chiếu thiên tôn tôn ca la la tân tân sa âm từ từ chúng sinh cô ngã kim đình lệ song nhan thật cờ diều quán miên và chiếu thiên tôn tôn có sớ dâng lên trần gian có sớ dâng lên để trước công đồng nghề Phật Phật Thánh Chứng Minh Lệ Tử có sơ tấu trình chùa phê lòng nút người chết biên rõ ràng phê cho vì thị trường dinh dinh nhị tự trường sinh phê cho nhị tự trường sinh chữ phú chữ quỳ khang định thọ trường phê cho dũng mạnh đôi đường dũng mạnh đôi đường phê cho dũng mạnh đôi đường cửa nhà phú quý mọi đường hành thông chữ rằng sở việt đau mong ngâm ngâm thiên nhớ thông phi ngại nhục nhớ ngại phi thông pháp nhớ nhớ suy quan tu tuệ nhớ nhớ sự chuyên dung dung thân nhớ nhớ như thiên thiên chiêu chiêu di thể đồng viên minh pháp rơi lội vô dư bất bất hàm dung dung điểm
bi pháp mi đà na bi mật ni chân ngôn điện ma phù thiên điện nghe can khôn âm dương nhị khí Trần Họ Cao hưởng phúc muôn thuở.
linh thanh kỳ lạ nghe khởi âm dương biến hóa khôn lường linh linh kỳ sa loan thanh gia hồi cung con linh truyền gia thánh ông con truyền gia các quan thủy bộ nay cùng là trường sinh vô linh có pháp nam thành Sunday.
thân thế biết tay bay ra, chân thế biết tay ngự lên đông từ cứu dậy dương gian đồ cho đâu đây bình bình an. Đâu đây bình an cứu cho đâu đây bình an, dẹp loài ta quỷ phàm nhan nhiều về tụt mây do đi về. Sớm dâng lên lên người về tống đuôi chúa thiên rõ ràng phê cho thì từ trường sinh nhị từ trường sinh phê cho nhị từ trường sinh chữ phú chữ quỷ khang thọ trường phê cho xuống mạch đôi đường dùng mạnh đôi đường phê cho dùng mạnh đôi đường cửa nhà dùng quý mọi đường anh thông chữ rằng sờ ngược tòng tòng năm năm dân an quốc tài xương ca chân mời quân quân thần thần phải đại làm tôi trên thuận thuận lòng trời dưới thuận thuận lòng dân nội đồng đồng mưa phù nghiêm y buồn buồn văn sương dâng lên tương lai văn sương dâng lên ngài về tổ tôi chúa viên rõ ràng phê cho thì từ trường sinh nhị từ trường sinh phê cho nhị từ trường sinh chữ phú chữ quỷ thọ trường phê cho dũng mạnh đôi đường dũng mạnh đôi đường phê cho dũng mạnh đôi đường cửa nhà phú quý mọi đường anh thông chữ rằng sờ ngược tòng tòng tâm tâm dân an quốc tài xương ca chơi mời quân quân thần thần phải đào làm tôi nhị từ trường sinh về cho nhị từ trường sinh chữ phú chữ quỷ khang linh linh họ trường về cho dũng mạnh tôi đường cửa nhà phú quý mọi đường anh thông chữ rằng là sờ ngược tòng tòng tâm tâm tiên nhược thông phi ngại nhục nhược ngại phi thông pháp nhược nhược duy quan tục tuệ nhược chữ chữ viên dung thân nhược như thiên nhật nhật chiếu dị thể hoàn đồng biến minh pháp giới tội vô sứ bất bất hàm dung nhân 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 sai cụ túc phật 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 tổng tổng viên viên ông đình đình ngô khai chiếu chữ sư sao hóa tổng tổng tổng
quốc sử ký Việt Nam. Việt Nam Trần Thị tao phung
trời đất lệnh nghiêm đi phong lôi
lạnh xiết đi biển đi kiếm khấm khấm sai đồng đồng tử nghi thanh thanh thiên sáng trần đi
phùng phùng thỉnh thỉnh như lai điểm khai khai thân nhớ nhớ thân nhớ nhớ chiếu quang miên khai nhi nhi thiên thanh khai cầu cầu thông thông thuyết khai tì tì lăng xú khai tâm 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 hoan hỉ khai thủ thủ lăng lăng khai túc túc lăng bộ dòng nhang tập cờ diệu quang miên chiếu đàn duyên nhị từ trường sinh về cho nhị từ trường sinh chữ phu chữ quỳ khang linh thọ trường về cho chúng mạnh tôi đời dung dung mạnh tôi đường về cho dung mạnh tôi đường cửa nhà phú quý mọi đường hành thông chữ sằng sờng đường lòng lòng tâm dân nan quốc thái xương ca chơi bời quân quân thần thần phải đại làm tôn lại đem câu
việc nghi ra bà tưởng rằng hiếu đạo nghi cho toàn, ai ngờ lại mắc phong lôi biển xiết đi lệnh lệnh nghiêm khâm sai đồng tử thanh thiên sáng đi trần thế ta hồi hoa hải đường hoàng thiên đệ nhân đi mà tiền là đất đất đi trầm hoành non đảo nghe đùng 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 gió quấn quấn đùng nhảy dương sơn quấn 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 nhì nhẹ dòng mây
trên non đảo đúng nghe đúng đúng gió quân đi đình đình dược sơn quân quân đi quân đi dòng mây lâu đài càn vị nghi chính chính cùng đào tiền đi nở lòng nghi
văn sơ dâng lên tương lai, văn sơ dâng lên lên. Ngài về tấu đôi chúa biên rõ ràng phê cho nhị từ trường sinh. Nhị từ trường sinh phê cho nhị từ trường sinh, chữ phu chữ quỳ khang linh thọ trường phê cho xuống mạch đôi đường. Đôi đường phê cho xuống mạnh đôi đường, đường cửa nhà phú quý mọi đường hành thông chữ rằng sờ đường phong. Dân an quốc ai xin ca chơi bời quân thần phải đạo chúa tôi. Thiên nhiên thông phi ngại nhục nhiên ngại phi thông pha pha nhân suy quan quan tục tùy nhân trực viên dung dung thần nhân như thiên nhật chiếu dị thể hoàn đồng viên minh pháp dưới nội vô sứ bất hàm dung dung nhân nhân như giai cụ túc túc vật 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 tổng tổng viên thông đình đình khai chiếu sư giao hóa tổng bàn không khai quang dòng nhan thập cờ diệu quang miên chiếu tàn duyên. Phùng phùng thỉnh thỉnh như lai điểm khai khai thân nhớ 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 chiếu quang viên khai nhi nhi thỉnh thỉnh thay thay khai cầu cầu thông thông thuyết khai tề tề năng xú khai tâm tâm hoan khai thủ thủ năng thử khai túc túc năng bộ hành giống nhan thập thập diệu quang viên chiếu thải văn. Thank you.
người lan thơm ngát một nia tiêm vì cây ngọc mặn 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 ba lá xanh xanh chùm thiên thiên thanh thanh ra khẩn khẩn đi ba thương gia nghe khẩn ni bay ngập lòng lòng trời lại ai buồn buồn ân ân ni ni Wow.